Uh, tiếp theo nữa đó là một cái uh, kỹ thuật tìm kiếm mà sử dụng dấu sao để thay thế cho một cái cụm từ uh, một chuỗi uh, ví dụ như là mình muốn tìm kiếm các cái kỷ lục uh, kỷ lục uh, về thể thao chẳng hạn đấy thể, thể thao về chạy 100 trăm mét đấy thì bây giờ là kỷ lục có thể là thế giới, kỷ lục Việt Nam rồi kỷ lục của châu Á, vân vân. Nhưng mà mình muốn là tìm tìm tất tất cả những cái gì đó là kỷ lục chạy 100m có thể là về thời gian cũng như là về bất kỳ cái điều gì liên quan tới chạy 100m mà tạo kỷ lục thì mình sẽ đặt bằng một cái dấu sao. Đấy. Thì Chúng ta xem kết quả tìm kiếm. Đấy. Thì ví dụ như là trong kết quả tìm kiếm chúng ta có kỷ lục chạy 100 m, 200 m của Usain Bolt đây. Đấy, rồi là 16 tuổi lập kỷ lục thế giới chạy 100 m này. Đấy. Thì đây là kỷ lục thế giới, đúng không? Kỷ lục thế giới. Đấy, ví dụ còn ở dưới này là uh, phá kỷ lục ở đường chạy 100 m 400 m rồi là chạy 100 m bà cụ 100 tuổi. Đấy. Các bạn thấy là uh, khi chúng ta thay bằng dấu sao thì nó sẽ có uh, nó sẽ được thay thế bởi rất nhiều các cái thông tin. Đấy, ở nằm ở cái dấu sao này. để chúng ta có thể uh, xem vào đây. Đấy. thì đó chính là cách thức sử dụng dấu sao để mà đại diện cho một cái cụm từ bất kỳ.